tôi đã vô tình khiêu gãi lại một nỗi buồn của tề đã chôn vùi tận chốn lâm sơn, vì tôi tưởng đâu chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà độ cầu bóng đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao đến cạnh không còn ta niềm. Đó là tâm sự của bóng mai khi giải nghĩa rồi sẽ phát hạn sự thanh cao. Và những đêm thu sương lón bạc ngàn nhà ai thao thức lấp lè đèn dưới lùng. Sống để đợi ngài nhắm mắt, hà tất gì phải nuôi đến nghĩa chồng ông sâu. Mai này không biết tôi sẽ sống ra sao, nhưng đã biết mình bắt đầu đáng sống.
Con của ta như vậy đánh giá của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền mà nói với Sâm Hiền rằng ta có một đứa con gái, nhưng mà nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con thì cháu tôi có càng đầy, cháu tôi đứa nào cũng dễ dàng. Tôi nó có hai ông ngoại, chúng nói ông ngoại này quét mắt ông ngoại kia để cho má tôi thấy đường. Cho cha sờ lên mái tóc, ôi mái tóc của con tôi giọt máu của ai rơi. Trương Lan ơi, ủa mắt em sao bằng kính vậy nè? Ai vậy? Kìa, đừng cướp thi đặt. Tôi tháng gì, đừng Chuyên Lan con. Tôi không bước tới nữa đâu, tôi đã đứng lại đây rồi. Quanh trong này thật chẳng mấy xa xôi, mà tâm tầm như trường thành giảng ly. Ôi đường mắt nào ướp trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Châu Tăng Sĩ, đây là tất lòng của kẻ sắp ra đi, nên tôi trân trọng có đôi lời gợi gắm. Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mỗi núi kia không phai màu ước hẹn, mỗi từng trăng dần thắm hương thề. Thi Đạt, trong chuyện này đấy chắc có ẩn tình gì, có ai hiểu được niềm mạch suối ngầm chảy dưới đất sâu, cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự mà không nói nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cô mang cho trọn kiếp một con người.
sự thì tôi không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại đối với Xuyên Lan, người còn là một đại ân nhân. Không, không phải ta thi ân, mà đó là bổn phận của một người đối với con. Con người bất hạnh tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta đã cảm thấy thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột thịt. Nếu ta phải hy sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống thì ta vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư, không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được vì sao loài mai rụng lá trơ cành mỗi một lần tết nụ đơm hoa.